Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tỏi ngâm chua ngọt. Tỏi ngâm thì chua giòn và mình để được lâu. Tỏi thì trắng tươi luôn, hoàn toàn không bị xanh. Và mình để trong tủ lạnh á, mình ăn được có thể vài tháng luôn. Tỏi vẫn ngon và thơm, không bị hăng mùi. Để làm tỏi chua thì đây mình chuẩn bị tỏi. Tỏi thì mình sẽ dùng nửa ký. Thì các bạn chọn những cái phần tỏi mà cái tép nó to to vậy nè. Thì mình sẽ làm tỏi cắt lát cho nó mỏng, dễ cắt. Và cái bảng nó cũng lớn nữa. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần vỏ tỏi ra. Cắt hết, mình sẽ lấy cái vỏ tỏi ra nè. Tỏi này ha, mình ăn ngâm chua ngọt á, mình ăn á nó không có bị hăng cái mùi tỏi và ăn lại tốt cho sức khỏe nữa, kháng viêm nè, tăng đề kháng nè và chống lại ung thư nữa đó. Đây, các bạn cứ cắt hết cái phần vỏ tỏi ra. Mình cắt cái vỏ này ra này nè. Tỏi mà khi tiếp xúc với không khí á thì cái khả năng mà trị bệnh là cao hơn. Rồi mình đã cắt xong rồi nè. Nửa ký tỏi ra nhóc luôn. Rồi các bạn chuẩn bị cái thớt, mình sẽ cắt lát. Cắt lát mỏng mỏng thì mình ngâm mình ăn nó ngon và nó nhanh chua nữa. Cắt mỏng mỏng vậy nè. Cái tỏi này ha, mình ngâm ha, nó giòn rụm luôn á. Và với chút xíu cái cách làm á, đơn giản. Và cho ra cái món tỏi trắng tươi luôn. Đây mình đã cắt những cái lát mỏng mỏng vậy nè. Cái tép nào mà nó nhỏ nhỏ thì các bạn để nguyên luôn cũng được nữa. Mình cho vô mình ngâm chung. Mình cắt ra lần lượt cho đến hết cái phần tỏi này. Rồi mình đã cắt xong hết rồi nè các bạn. Bây giờ cái tỏi này á, thì mình sẽ để đây. Mình đi chuẩn bị cái phần nước giấm để mình ngâm. Đây mình chuẩn bị 150g đường, là khoảng nửa chén đường. Và đây là giấm, thì là mình dùng 300ml. Giấm này thì các bạn có thể dùng giấm nuôi hoặc là giấm gạo 5%. Rồi mình sẽ dùng thêm 300ml nước nữa. Rồi mình sẽ cho hết cái phần nước này vô trong cái nồi cái chảo vậy đó. Thì mình sẽ dùng tỷ lệ là một nước một giấm và nửa đường. Rồi cho hết vô, các bạn sẽ cho vào đây thêm một chút xíu muối nữa. Cái muối này sẽ làm cho mình bảo quản giấm, cái nước giấm của mình được ngon đó. Rồi cho lên bếp và mình nấu cho nó sôi lên. Khi cái hỗn hợp nước giấm nó đã sôi rồi, các bạn sẽ tắt bếp. Rồi quay qua đây, mình chuẩn bị cái hũ này nè, mình cho cái tỏi vô đây. Hai cái hũ này mình sẽ cho tỏi vô. Các bạn cho hết vô thì mình chia ra làm hai đó. Cho cũng đừng có cho đầy quá, các bạn chừa cho nó rút cái nước giấm nữa. Rồi mình cho hết vô hai cái hũ này nè. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị nước sôi, mình sẽ cho vô đây mình rửa giấm, mình rửa tỏi, rửa tỏi qua nước sôi để tỏi để được lâu. Rồi cho qua nước sôi thì các bạn chắc cái phần nước sôi ra liền nha, để thôi nó mềm. Mình rửa vậy nè, nó sạch và mình để được lâu nữa, hoàn toàn không có bị xanh. Rửa cái phần tỏi xong hết rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái nước giấm của mình nè, mình cho vô luôn nha, không có để nguội nha các bạn. Mình chỉ để cho nó bay hơi bớt thôi và mình cho thẳng vô đây luôn. Đây cái nước giấm vẫn còn nóng.
Rồi mình chuẩn bị thêm vài trái ớt nữa nè, cho vô cho nó có mùi thơm thơm và đẹp nữa. Các bạn để cái nước giấm nó còn nóng thì cái tỏi của mình nó không bị xanh, bởi vì cái tỏi nó đã tiếp xúc với nước nóng á, nó chín được chút xíu đó thì nó không bị xanh nha, và cái tỏi vẫn giòn, không có bị mềm. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình để ở đây. Tỏi này thì để khoảng 2 ngày thì mình ăn được, sau 2 ngày là nó chua rồi. À, nếu các bạn để 1 ngày cũng được nữa, nhưng mà ở đây thì mình sẽ để 2 ngày đi. À, sau 2 ngày rồi nè các bạn, cái hũ tỏi của mình bây giờ á, mình sẽ mở nó ra. Wow, nó thơm, cái mùi tỏi ghê luôn. 2 ngày là cái tỏi nó đã dậy mùi, và nó cũng có cái bọt bọt hơi chút chút nè, và tỏi nó đã dịu lại rồi. Wow, thơm quá mà tỏi trắng tươi luôn ha, hoàn toàn không bị xanh gì hết trơn á. Cái tép tỏi thì nó đã dịu hơn là lúc mà mình mới ngâm, nó có cái độ mềm mềm dẻo dẻo hơn, và nó có cái nước thì nó lên bọt chút chút, nhưng mà không có sao nha các bạn, do nó lên men đó. Đây, cái tỏi ngon ghê luôn á, tỏi thơm phức à, trắng tươi luôn. Ăn vô á, không có bị hăng mùi nè tỏi, và đặc biệt rất là thơm cái mùi tỏi. Các bạn làm theo cái kiểu giấm đường á, mà mình còn nóng á, thì cái tỏi của mình nó không bị hăng mùi. Còn các bạn mà để nguội ha, là cái tỏi nó bị hôi lắm, mình ăn không nổi đâu. Đây, tỏi hoàn toàn trắng tươi và giòn rụm. Rồi khi tỏi của mình đã chua rồi, các bạn sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để mình ăn từ từ. Mình ăn được vài tháng luôn. Tỏi mà bị mềm hay là bị lên men nhiều đâu. À, khi ăn thì các bạn nhớ mình lấy cái muỗng á, mình múc cái muỗng phải sạch ha, khô ráo thì mình bảo quản được lâu. Rồi mình chúc các bạn có cái món tỏi chua ăn, tăng sức đề kháng cho cơ thể. À, nếu có thích video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Các bạn nhớ nhấn vào cái chuông nha để nhận video mới.